Xin chào các em học sinh nha. Chào mừng các em đã đến với buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Nào, vào xem like thì chào nhau một cái đi nào các em nhỉ. Cô chào Hoàng Trần Bảo Uyên nha. Cô chào Hoàng Trần Bảo Uyên, tên rất là hay. Cô chào Lê Hữu Trác, chào Trác nha. Hôm qua cô thấy Trác học khóa 12 cùng các anh chị luôn, đúng không? Rồi. Cô chào Nguyễn Thu Huyền. Chào Văn Tiến. Em cực kỳ chào cô dưới mọi hình thức. Rồi cô chào Văn Tiến nha. Hôm nay Văn Tiến không phải đi làm mà Văn Tiến. Cô chào Lâm Chí, chào Đào Ngọc Tú, chào bạn Việt. Việt ơi, hôm nay cô thấy có một nick Facebook mới kết bạn với cô là Nguyễn Quốc Việt và để avatar như Việt. Vậy Việt ơi, có phải đó là Việt không? Cô Huyền hỏi nha Việt nhá. Hôm nay có một nick Facebook mới này. Kết bạn với cô này, để avatar như của Việt này, nhưng không phải là tên Việt Mochino nữa mà là Nguyễn Quốc Việt. Và cô Huyền đang không biết là bạn đó có phải là bạn Việt không. Rồi, chào Hoàng Trần Bảo Uyên, Lê Hữu Trác. Thôi cô đừng nhắc cái em xí hổ. Ok, vậy thì cô sẽ không nhắc nữa nha. Đang tính là nhắc để khoe thế mà lại xí hổ à. Rồi, à Việt, nick này bị chặn xe bài lên lập nick mới. Ồ, ok, bây giờ thì cô biết rồi nhá. Tại vì là cô không biết là có một cái nick mới đang nghi nghi và không biết là có phải của Việt không hay là bạn nào đó. Rồi, Văn Tiến, chỗ em cho nghỉ nửa tháng. Ok, bây giờ thì cô đã biết rồi nha. Em ơi, chia sẻ và lưu like về tường kẻo like bị ẩn nhá. Thi thoảng mình có xem lại đúng không? Đấy, chia sẻ lưu like về tường để thi thoảng mình còn học lại đúng không, học dần kéo like bị ẩn này đó. Và ngoài ra thì chia sẻ lên các group cũng như là các nhóm học tập để thêm bạn vào học cùng cô cho vui nào các em ơi. Và các em nhé, bạn nào mà chia sẻ like đến 5 group học tập cho 2K5 thì cô Huyền sẽ tặng file bài tập nha. Chú ý là chia sẻ xong này, chụp lại và inbox thì cô Huyền sẽ tặng các bạn file bài tập. Cụ thể đó là bài tập về chương 1 sự điện ly nha. Sự điện ly 11 nhá. Như vậy là chia sẻ để nhận quà thật là đơn giản đúng không nào? Được chưa? Và các em ơi thì 2K5 thì cô cũng có khóa học trong group kín cho các bạn 2K5 nhá. Giới thiệu một chút về khóa học trong group kín. Lộ trình của chúng ta sẽ là 1 năm. Từ bây giờ cho đến kết thúc học kỳ 2 của lớp 11, được chưa? Và lớp 11 này thì cô có chia ra thành hai khóa nhỏ, đó là phần vô cơ 11 và hữu cơ 11. Nếu mà chúng ta đăng ký lẻ nhá thì hiện tại cô đang giảm 50% học phí, còn 600k một khóa. Tuy nhiên bạn nào mà đăng ký cả combo thì bây giờ chỉ còn 1 triệu một năm và không phát sinh thêm bất kỳ phụ phí nào khác, được chưa? Và các em ơi, khi đăng ký học cùng cô này các bạn sẽ được nhận full tài liệu kèm theo cái gì?
Đó là các em sẽ được tặng kèm khóa quay bảng, chú ý nhé, khóa quay bảng gồm 70 video. 70 video về cái gì? Phun lý thuyết và dạng bài. Hời quá. Quá hời luôn. 1 triệu được hai khóa nha, vừa khóa quay bảng vừa khóa live trực tiếp nha. Hơi thế này mà không đăng ký nha, hơi bị uổng luôn đó mấy đứa à. Rồi. Ok. Rồi cô cảm ơn Đào Ngọc Tú nha. Văn Tiến, cô hứa cho em phương trình, cô viết cho em đi, em vẫn chờ cô. Ok luôn nhá, lát nữa like xong viết luôn nha. Rồi. Đấy, anh Văn Tiến là chưa trả nợ anh đấy, là anh ấy đòi hết like này đến like kia luôn. Hôm qua thấy đòi rồi, hôm nay tí nữa like xong cô Huyền viết luôn nha. Rồi và trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em tổng ôn Lưu Huỳnh và hợp chất của Lưu Huỳnh nhá. Và sau khi chúng ta học xong bài này thì sang tuần sau cô sẽ cùng các em học sớm 11. Sang tuần sau là bắt đầu học sớm 11 rồi. Và chúng ta đã nhớ lịch của chúng ta hàng tuần chưa nhỉ? Các em ơi, đã nhớ lịch của chúng ta hàng tuần chưa? Comment đi cô Huyền xem nào. Nhớ lịch chưa? Nhớ lịch chưa nào? Rồi, Nguyễn Thu Huyền nhá. Lát nữa cô inbox nha, Nguyễn Thu Huyền. Bạn Nguyễn Thu Huyền đã share này. Lát nữa like xong nhá. Bây giờ cô đang like thì cô chưa thể gửi tài liệu luôn cho các em được. Đúng không nhở? Rồi. À, Lê Hữu Trác rồi ạ. À. Ok. Thì bạn nào mà mới vào xem live của cô nhá, mà vẫn chưa nắm được lịch của cô ấy, thì các em chú ý này. Lịch cố định của chúng ta, lịch cố định đó là thứ hai và thứ bảy hàng tuần. Đó. Thứ hai và thứ bảy hàng tuần thì chúng ta sẽ gặp nhau, được chưa? Ok chưa? Và lưu ý là chúng ta cô sẽ like cho chúng ta ngoài fanpage trong thời gian rất là ngắn thôi. Và các bạn mà muốn đăng ký học cùng cô, tức là muốn gặp cô nhiều ấy, thì hãy đăng ký học cùng cô ở trong group kín nha. Được chưa? Đấy, hiện tại bây giờ thì cô like ngoài fanpage. Còn sắp tới thì sẽ là like group kín nha các em. Được chưa? Ok chưa nào? Câu số 1 nào các em ơi. À Văn Tiến, sao nhiều bạn tên giống cô nha? À giống cô ghê, like nào cũng gặp bạn Huyền. Những người tên Huyền thường rất là xinh gái và học giỏi đúng không? Còn trừ cô Huyền ở đây thì không có xinh gái. Rồi. Câu số 1 nào các em ơi, bây giờ mình đã sẵn sàng học được chưa nhỉ? Sẵn sàng học được chưa? Comment cô Huyền xem nào, các em đã sẵn sàng chưa nhỉ? Comment để cô Huyền thấy rằng là chúng ta đã sẵn sàng để mình cùng học nào. Comment đi nào. À rồi, cô đã thấy các bạn sẵn sàng rồi. Vậy chúng ta bắt đầu học nhé. Có bạn bảo là tối quá, cô thử xem là mình đã bật hết điện chưa. Rồi. Sẵn sàng, Nguyễn Khương sẵn sàng. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi vào học nhé. Câu số 1 nào các em ơi. Câu số 1, cô đã thấy các bạn comment như là bạn Lê Hữu Trác, bạn Nguyễn Thu Huyền, bạn Dương Thị Quyên. Chọn một ở đây là A. Và các em ơi, trước khi đi vào học ấy thì cô Huyền có giới thiệu một chút. Đó là cô Huyền thì có nhóm học tập, nhóm 2K5 học hóa cô Huyền đấy. Và bạn nào mà vẫn chưa tham gia nhóm này thì có thể inbox để cô mời vào nhóm nha, để chúng ta cùng trao đổi học tập này và trao đổi các tài liệu. Thông thường thì các tài liệu cô Huyền sẽ đăng trong nhóm này nhá. Được chưa nhở? 2K5 học hóa cô Huyền.
Đó. Được chưa? Câu số 1, cô đã thấy các bạn comment là 1A. Vậy bây giờ cô sẽ cùng các em phân tích nhé. Thế nhiều bạn thì có bảo cô rằng là: cô ơi, mấy bài này dễ mà, chúng em làm được hết rồi, cô chỉ cần đọc đáp án là xong. Tuy nhiên like ở đây là dành cho tất cả các em nhá. Cô Huyền sẽ phân tích một cách chi tiết nhất có thể để tất cả chúng ta cùng hiểu bài nha. Ok chưa? Vậy bây giờ chúng ta cùng phân tích này. Câu số 1. Câu số 1 thì chúng ta dễ dàng chọn được đáp án rồi. Nhưng bây giờ cô Huyền sẽ phân tích ra là chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để mình chọn được đáp án này nhá. Thì các bạn để ý này, câu 1 là vị trí của nguyên tố lưu huỳnh số hiệu bằng 16 trong bảng tuần hoàn hóa học. Số hiệu nguyên tử bằng 16. Vậy thì các em chú ý này, sau này lên lớp 11 nhá, chúng ta vẫn còn gặp những bài xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Hôm trước thì có một bạn inbox với cô rằng là: cô ơi, lớp 11 có cần phải học lại những kiến thức này không, mà cô thấy cô à, mà con thấy cô vẫn tổng ôn kiến thức cho các bạn ngoài fanpage. Thì lưu ý với các em nhé, đó là lên lớp 11 thì chúng ta vẫn còn gặp một số kiến thức mà chúng ta đã từng học ở dưới lớp 10. Ví dụ như là các kiến thức liên quan đến xác định vị trí của nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn. Chẳng hạn như ở lớp 11 chúng ta phải xác định vị trí của anh nitơ, phosphor, đấy, carbon, silic chẳng hạn. Vậy nếu như mà cái này mà chúng ta quên thì lên lớp 11 chúng ta sẽ lại bị bỡ ngỡ đấy, được chưa? Thế thì ở đây này, lưu huỳnh số hiệu nguyên tử là 16. Vậy mình có cấu hình electron đầy đủ ở đây chính là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p4, đúng chưa? Vậy nhìn vào đây chúng ta thấy ngay được đó là lưu huỳnh sẽ thuộc thuộc gì? Ô thứ 16. Nhớ cách xác định là bởi vì sao? Số hiệu nguyên tử bằng 16, đúng chưa? Mình có chu kỳ mấy? Chu kỳ 3. Bởi vì có số thứ tự chu kỳ chính là bằng số lớp electron. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Số lớp electron ở đây chính là 3 lớp. Đó. Và mình có ở đây nhóm nào? Thì các bạn nhìn này. Lưu huỳnh dựa vào cấu hình electron thì chúng ta thấy là nó là nguyên tố P đúng không? Đấy, dựa vào trật tự phân mức năng lượng nhá. Ở đây thì với các nguyên tố mà có số hiệu nguyên tử nhỏ hơn 20 thì trật tự phân mức năng lượng cũng chính là trùng với cấu hình electron đúng không? Vậy ở đây mình sẽ có là nguyên tố P, do đó nó thuộc nhóm A này. Tiếp theo các em để ý này. Với các nguyên tố nhóm A thì số E lớp ngoài cùng cũng chính là số E hóa trị. Vậy ở đây 6E hóa trị. Vậy là nhóm 6A vì nguyên tố P 6E hóa trị. Do đó chúng ta thấy ngay câu số 1 là đáp án A. Đấy. Và các em chú ý nhé, học làm sao mà để mình vừa chọn được đáp án này, mình vừa giải thích được ra cái đáp án mình chọn ấy, thì các em sẽ nhớ lâu hơn. Được chưa? Chứ đừng bạn nào là: ui cô ơi, cô đăng tài liệu rồi, em nhìn em thấy đáp án rồi, em làm được rồi. Thôi, không cần phải vào chữa nữa. Cái suy nghĩ đấy là suy nghĩ sai lầm đấy các em ạ. Rồi, câu số 2 nào các em ơi. Rồi, cô đã thấy các bạn comment cấu hình. Câu số 2 nào. Xem đáp án ở câu số 2 này sẽ là gì nào. Cô đã thấy có bạn comment đáp án 2 là D. Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn tiếp tục comment. Rồi, Nguyễn Thu Huyền 2D, Dương Thị Quyên 2B và có lấy ra ví dụ như H2S, Lưu Huỳnh SO2, H2SO4, Bùi Thị Nhật Linh 2D, Lê Hữu Trác 2D. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chữa này. Thì cô Huyền vẫn bảo các bạn là gì? Học hóa với cô Huyền là mặt cứ phải dày lên. Đấy, nhiều bạn là cứ bảo là: ui em đi học hóa với cô Huyền mặt dày đây. Đấy, bởi vì sao? Cô Huyền vẫn bảo các bạn là gì? Khi học không được ngại
phải comment đấy, có comment ra thì cô Huyền mới biết các bạn sai ở đâu để cô Huyền sửa cho các bạn, để các bạn tiến bộ. Và lưu ý này, khi mình đã lỡ comment sai rồi thì cũng không được ngại xóa đi đấy. Nhiều bạn cô hỏi bài tập, hỏi xong cô đăng đáp án lên vội vàng xóa comment của mình đi, không phải thế nhá các em ơi, để nguyên đấy, hôm sau nhìn lại còn biết mình sai ở đâu để mình rút kinh nghiệm, sợ gì đâu mà phải xóa đi, đúng chưa? Hôm nay cứ để cho các bạn cười mình đi, ngày mai mình tiến bộ rồi mình lại cười lại các bạn nhá. Ai cũng có lúc sai, nhưng cố gắng là sao đến lúc mình thi mình không bị sai, hoặc mình hạn chế cái sai trong bài thi, đó là ok. Rồi câu số 2 nào, chú ý nhá, ở đây là gì? Số oxy hóa có thể có của lưu huỳnh trong hợp chất, được chưa? Từ khóa quan trọng, đi thi cô vẫn nhắc các bạn đấy, gạch chân cái từ khóa quan trọng vào để con biết đường mà loại trừ đáp án, hay là còn tránh sai lầm khi lựa chọn. Vậy các em nhìn nhá, ở đây A và C thì chúng ta sẽ loại đi rồi, nhìn cũng đã biết là sai rồi. Bởi vì sao? Số oxy hóa là phải kèm với dấu. Ở đây 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7 là cái gì? Không có dấu đúng không? Loại. Còn B và D thì tiếp này, hợp chất. Hợp chất, vậy thì loại cái trường hợp không này đi, nó sẽ là D nhá. Chú ý, nếu như đề bài hỏi là số oxy hóa có thể có của lưu huỳnh thì sẽ chọn B, nhưng mà nói là gì? Trong hợp chất. Đó, thì chú ý là trong hợp chất thì số oxy hóa của lưu huỳnh sẽ là gì? Thường gặp là trừ 2, dương 4, dương 6 nhá. Hình dung ra chưa? Ok, câu số 2 chưa? Văn Tiến học với cô mặt dày lên, Châm Ngôn học với cô. Đúng rồi, học hóa cô Huyền là mặt cứ phải dày lên chứ, không thì làm sao mà tiến bộ được. Rồi, câu số 3 nào, câu số 3 nào các em ơi, xem đáp án câu số 3 là gì nhá. Được chưa? Lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây? Vẫn đang chờ các bạn comment này. Lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây? Và cô Huyền bảo rồi, like này là hoàn toàn free ngoài fanpage đúng không? Like ngày hôm nay là hoàn toàn free. Vậy tiếc gì một like cho cô ở các em? Tiếc gì một like cho cô mà không like cho cô đi? Mới có 16 bạn thả tim, thả like này. Tim cho cô đi, like cho cô đi. Trời ơi, hãng còn tiếc rẻ một like cho cô Huyền. Buồn thế cơ chứ lại. Câu số 3 nào, comment đáp án cô Huyền xem nào. Rồi, cô đã thấy bạn Nguyễn Thu Huyền, lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi phản ứng với các chất có tính khử như hydro và kim loại. Rồi, Lê Hữu Trác, Nguyễn Quốc Việt, 3B, rồi Nguyễn Quốc Việt, nick mới của bạn Việt đúng không? Avatar vẫn cũ và cô Huyền đã nhận được ra luôn. Đấy, cô Huyền vẫn bảo rồi, cô Huyền là thuộc cái team thù lâu, nhớ dai. Đứa nào mà học cô một lần là cô nhớ luôn, đấy, được chưa? Và đặc biệt là học nhiều mà không comment hay không like là cô Huyền cũng nhớ luôn nhá. Câu số 3 này, lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với chất nào? Thì nhớ nhá, nó thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với kim loại hoặc là hydro. Đó, vậy thì ở đây chúng ta thấy ngay có anh B thôi. Và nếu viết phương trình ra, có phải nhôm tác dụng với lưu huỳnh sẽ được nhôm sunfua Al2S3. Vậy đây là 2 và nhôm, 3 và lưu huỳnh, đúng chưa? Vậy số oxy hóa lưu huỳnh nhá, từ 0 xuống trừ 2, mà mình có là gì? Khử tăng ô giảm. Đấy, vậy thì số oxy hóa của lưu huỳnh giảm xuống sau phản ứng, do đó nó thể hiện tính oxy hóa. Đấy, viết ra nhá, số oxy hóa của lưu huỳnh giảm từ 0 xuống trừ 2, do vậy là thể hiện tính oxy hóa. Đó, nhiều bạn cứ bảo là ui cô ơi, chứ buổi sáng trước khi học cô đăng file tài liệu rồi, em làm bài em thấy ổn rồi, thôi em không cần phải vào chữa nữa. Sai lầm, tuổi trẻ chưa xảy sự đời. Cô Huyền bảo rồi, có chữa, rút ra nhận xét. Đấy, thì chúng ta mới nhớ lâu được. Đặc biệt là có những bạn nhá, hay là cụ thể là có những em là 2K6 nhá, vừa thi xong cấp 3 ấy, rảnh quá mà xem like cô Huyền, xong bây giờ đấy xem đi xem lại tự khắc bây giờ
biết làm bài tập lớp 12 rồi đấy nha. Vậy các anh chị 2K5 mà thua em 2K6 thì trời ơi, buồn quá. Câu số 4 nào các em ơi, xem đáp án câu số 4 ở đây là gì nào. Lê Hữu Trác trao hẳn tim cho cô luôn rồi đấy. Wow, tuyệt vời luôn. Nguyễn Quốc Việt 3B, Văn Tiến 3B. Ok rồi, bây giờ sang câu số 4 nha các em. Câu số 4 nha. Xem đáp án ở câu số 4 này là gì nào. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 4 rồi. Nguyễn Thu Huyền 4D. Cô sẽ dành cho các bạn 1 phút để suy nghĩ câu số 4, 1 phút. Tại vì có những bạn chưa hình dung ra nên cô sẽ để cho các bạn 1 phút suy nghĩ. Đặc biệt là những cái bài nào mà nó hơi phức tạp một xíu ấy thì cô sẽ cho các bạn suy nghĩ một xíu nhé. Không biết là đã bạn nào mà buổi sáng nay đã thấy file tài liệu của cô và chúng ta đã tải về để làm rồi không? Đây có bạn Nguyễn Thu Huyền thì comment cụ thể các bước làm ra. Thì các em để ý nhá. Đây nè. Trong group đây, cô Huyền sẽ cho các bạn xem nhá, 2K5 học hóa cô Huyền này. Đó. Thì các bạn để ý nhá, cô sẽ thường đăng tài liệu buổi live lên trước. Đây. File này. Ví dụ hôm nay chúng ta ôn tập tổng hợp với Lưu Huỳnh và hợp chất của Lưu Huỳnh này thì cô có đăng file lên đây. Đấy. Và chúng ta tải về, hôm thì cô để dưới dạng ảnh nhá, hôm thì cô để dưới dạng file PDF này. Các bạn tải về làm trước, sau đó là học cùng với cô Huyền nha. Và đặc biệt là các bạn ở trong group kín thì các tài liệu thì sẽ là full tài liệu và là dưới dạng PDF luôn để chúng ta sẽ in để tiện cho ôn tập, được chưa? Thế còn ngoài fanpage thì có thể là có hôm thì sẽ là tài liệu dạng ảnh nhá các em nhá, để đảm bảo quyền lợi cho các bạn ở nhóm VIP nhá. Thì có hôm là các bạn sẽ có tài liệu và có hôm thì sẽ không có, được chưa? Rồi, bạn Lê Hữu Trác đã tải về làm và bạn Nguyễn Thu Huyền chưa em vừa ngồi làm. Ok. Vậy thì bây giờ cô sẽ cùng các em chữa nha. Các em nha. Rồi. Cho phản ứng Lưu Huỳnh phản ứng với axit sulfuric đặc đun nóng. Đấy, bổ sung thêm vào. Thu được Lưu Huỳnh dioxit và nước. Tỷ lệ số nguyên tử Lưu Huỳnh bị khử và số nguyên tử Lưu Huỳnh bị oxy hóa nhá. Lưu Huỳnh bị khử và nguyên tử Lưu Huỳnh bị oxy hóa. Thì các bạn lưu ý nhá, chất bị khử hay là gì? Chất oxy hóa nhá. Thế còn chất bị oxy hóa hay chính là gì? Chất khử. Nhớ cái chỗ này. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như sau này. Xác định số oxy hóa của Lưu Huỳnh trước và sau phản ứng. 0. Nên dương 4 và dương 6 xuống dương 4. Vậy các bạn để ý này. Lưu Huỳnh bị oxy hóa hay là chỗ mà Lưu Huỳnh đóng vai trò là chất khử chính là gì? Đơn chất Lưu Huỳnh đóng vai trò là chất khử, đúng không? Thế còn Lưu Huỳnh dương 6 trong axit sulfuric sẽ đóng vai trò là chất oxy hóa, được chưa? Chú ý nhá, chất oxy hóa là chất bị khử và ngược lại, chất bị oxy hóa chính là chất khử. Đấy, phải chú ý cái điều này. Vậy mình sẽ có Lưu Huỳnh bị khử chính là Lưu Huỳnh dương 6 nhá. Và từ Lưu Huỳnh dương 6 này nó chuyển sang Lưu Huỳnh dương 4 thì nó sẽ nhận vào 2 electron, đúng chưa? Thế còn Lưu Huỳnh bị oxy hóa hay chính là Lưu Huỳnh là chất khử ấy, nó chính là gì? Đơn chất Lưu Huỳnh. Vậy khi chuyển sang Lưu Huỳnh dương 4 thì làm sao? Nó sẽ nhường đi 4 electron, đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Xác định số e trao đổi, chúng ta chỉ việc làm gì? Chuyển 4 e lên trên, 2 e nhận xuống dưới. Vậy đây là 4, đây là 2 và chúng ta giản ước. Nếu có, vậy 4 và 2 giản ước được cho 2, vậy đây là 2 và 1. Đúng chưa? Các em nhìn ra chưa? Vậy tỷ lệ, đây, chúng ta sẽ suy ra tỷ lệ số Lưu Huỳnh bị khử trên số Lưu Huỳnh bị oxy hóa có phải chính là bằng 2 trên 1 không? Được chưa? Hay chính là gì? Đáp án D, đúng chưa? Đáp án D. Rồi.
Chú ý nhá, chất bị khử hay là chất oxy hóa, còn chất bị oxy hóa chính là chất khử. Đấy. Câu này thì nghe có vẻ nó hơi rối rắm một tí cho bạn nào mà cái kiến thức về phản ứng oxy hóa khử chúng ta vẫn còn rối nhá. Tiếp theo, câu số 5. Như vậy là cô thấy các bạn như bạn Thu Huyền, bạn Trác comment đáp án là chuẩn rồi nha. Câu số 5 nào các em ơi, xem đáp án ở đây là gì nào. Cô Huyền vẫn đang ngồi chờ các bạn comment đáp án này. Cô Huyền bảo rồi, học hóa với cô Huyền là mặt cứ phải dày lên, không có sợ sai, không có sợ gì cả, mạnh dạn comment đáp án. Chứ còn cứ mà sợ sai là không có tiến bộ được đâu. Nguyễn Thu Huyền, avatar là con vịt rất là cute đúng không? 5C. Bạn nào nữa comment đi xem nào. Ngại ngùng gì đâu. Tầm này mà ngại thì làm sao mà tiến bộ được. Comment tiếp nào các em ơi. Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment này. Văn Tiến 5C, Khánh Huyền 5C, Lưu Tráp và các bạn đều chọn là C. Thì ở đây nhá, kim loại mà tác dụng được với lưu huỳnh ở ngay nhiệt độ thường ấy, đó chính là thủy ngân. Đúng chưa? Đúng rồi, chính là thủy ngân nhá. Và lưu ý với các em đó là thủy ngân là kim loại mà tồn tại ở thể lỏng, đúng không? Và nó được ứng dụng để làm nhiệt kế thủy ngân ở trong phòng thí nghiệm ấy. Tuy nhiên thủy ngân rất là độc. Và trong phòng thí nghiệm, nếu như chẳng may chúng ta làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì các em ơi hãy lấy luôn lưu huỳnh để rắc nhá, lấy luôn bột lưu huỳnh để rắc vào cái chỗ thủy ngân bị vỡ đấy, dây ra đấy, được chưa? Để xử lý nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 6 nào. Phương pháp để loại bỏ tạp chất hydrochlorua có lẫn trong khí hydrosulfur là cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dung dịch chứa chất nào sau đây? Có 4 chất. Chú ý nhé. Đây là khí lẫn trong khí và HCl ở thể khí. Thì chúng ta phải đọc là gì? Khí hydrochlorua. Nào. Phương pháp để loại bỏ tạp chất là hydrochlorua có lẫn trong hydrosulfur là gì đây? Cô Huyền vẫn đang chờ đáp án của các em ở câu số 6. Nguyễn Thu Huyền 6A, Lê Hữu Trác 6A. Còn bạn nào nữa không? Comment đi cô xem nào. Comment đi cô Huyền xem nào. Rồi. À Văn Tiến, cô kéo đề xuống một xíu. Ok. Văn Tiến. À Văn Tiến ơi, đó là thủy ngân nhá Văn Tiến nhá. Văn Tiến vẫn còn ở đó không? Thủy ngân nha. Rồi, cô đang kéo đề xuống một xíu nhá. Văn Tiến nhá, là thủy ngân nhá. Rồi, cô đã thấy các bạn comment đáp án thì các em ơi nhá, phương pháp để loại bỏ tạp chất hydrochlorua có lẫn trong H2S hay là hydrosulfur ấy chính là dung dịch natri hydrosulfur. Tại sao chúng ta loại B? Bởi vì trường hợp này nhá, cả hydrosulfur cũng sẽ phản ứng. Được chưa? Và chúng ta sẽ không
tinh chế được. Trường hợp C loại bởi vì cả hai khí này đều phản ứng với natri hydroxit. Trường hợp D tương tự chúng ta cũng loại. Thế A vì sao chọn thì các em nhìn này. Khi dẫn hỗn hợp khí này qua natri hydrosulfur thì chúng ta sẽ có cái anh hydrochlorua này sẽ phản ứng với dung dịch để chúng ta được muối natri chlorua và khí hydrosulfur thoát ra. Được chưa? Nhìn ra chưa? Như vậy là mình sẽ thu được hydrosulfur không lẫn tạp chất hay là hydrosulfur tinh khiết nha. Như vậy chốt câu số 6. Bây giờ đến câu số 7 nào các em. Phát biểu nào sau đây là đúng về phản ứng? Chú ý nhé, là đúng về phản ứng này. Cho hydrosulfur phản ứng với nước clo đúng không? Thu được axit sulfuric và axit chlorhydric. Vậy phát biểu nào sau đây là đúng nào các em? Câu số 7. Phát biểu nào đúng nào? Văn Tiến. Em luôn luôn còn. Rồi ok, em thích học với 2 căn 5. Trời ơi. Hay ở lại 1 năm học với 2K5 nhá, nếu mà thích. Vớ vẩn. Rồi. Câu số 7, Nguyễn Thu Huyền 7A, Lê Hữu Trác, Bùi Thị Nhật Linh 7D. Vậy chúng ta sẽ xem là 7 đáp án là gì này. Phát biểu nào dưới đây không đúng về phản ứng? Vậy để xác định được xem vai trò của từng chất ở trong phản ứng này thì chúng ta sẽ đi xác định số oxy hóa của những nguyên tố mà có sự thay đổi số oxy hóa trước và sau phản ứng. Thì các em nhìn nhá, lưu huỳnh ở đây là trừ 2 đúng chưa, lên dương 6. Vậy H2S ở đây là chất khử, khử tăng ô giảm mà. Lưu huỳnh số oxy hóa tăng từ trừ 2 lên dương 6. Vậy H2S đóng vai trò là chất khử, đúng chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy này, loại A vì clo là chất khử, loại. Loại C vì nước là chất khử, loại. Bây giờ còn B và D này, chúng ta thấy clo trước phản ứng là 0, sau xuống trừ 1. Vậy clo ở đây là chất oxy hóa, đúng không? Vậy thì đáp án ở đây là gì? Là D rồi, đúng chưa các em? Đáp án ở đây chính là đáp án D nhá. Câu 7 chọn D. Sao? À đúng mà cô vừa đọc là không đúng. Câu số 7 là D nhá. Rồi. Phát biểu nào sau đây là đúng, được chưa? Câu 7 chọn D. Câu số 8 nào, câu số 8 này đòi hỏi tư duy khá là tốt nha. Dung dịch X chứa sắt 3 clorua, đồng 2 clorua, nhôm clorua, natri clorua, kadimi clorua, kẽm clorua, magie clorua. Sục khí hydrosulfur đến dư và dung dịch X, số kết tủa khác nhau thu được là. Có bao nhiêu kết tủa khác nhau thu được? Lê Hữu Trác 8D. Comment kết tủa ra. Comment kết tủa ra cô Huyền xem nào. Comment kết tủa ra để cô Huyền xem là các bạn làm chuẩn chưa. Thu Huyền 8D, Quốc Việt 8D. Comment ra cô Huyền xem nào. Comment đi cô Huyền xem nào. Chú ý nhá, comment kết tủa ra để cô thấy rằng là các bạn xác định đúng hay sai nhá. Comment kết tủa ra nhá. Nguyễn Thu Huyền, Lê Hữu Trác. Rồi, tuyệt vời luôn, hai bạn comment kết tủa chuẩn rồi nhá. Ở đây của chúng ta chính là đáp án D. Ok, đáp án D. Bạn nào mà chưa làm được thì các em chú ý này. Sắt 3 clorua phản ứng với hydrosulfur thì các em lưu ý nhá, sắt dương 3 có tính oxy hóa mạnh. Gặp lưu huỳnh trừ 2 trong H2S có tính oxy hóa mạnh.
À cô xin lỗi, có tính khử mạnh nhá. Anh này oxy hóa mạnh này, gặp anh này khử mạnh này. Chúng ta sẽ được sản phẩm như sau. Sắt 2 clorua lưu huỳnh và nước nha. Sắt 2 clorua lưu huỳnh và hydro clorua. Trời ơi, khiếp, lát quá trời sắp mưa. Xin lỗi các em, hydro clorua được chưa? Vậy khi cân bằng này, chú ý nhá, khi cân bằng thì ở đây chính là gì? 2 vào sắt 3 clorua, các em nhìn này, trừ 2 xuống 0. À trừ 2 lên 0. Trời ơi. Trừ 2 lên 0, vậy làm sao? Nhường đi 2 electron, đặt 2 vào đây, được chưa? Dương 3 xuống dương 2 nhận vào 1, vậy đặt 1 ở đây. Vậy đếm tiếp nhá, ở đây sẽ là gì? Thêm 2 vào HCl. Ổn chưa? Vậy kết tủa ở đây chính là anh Lưu Huỳnh. Tiếp theo này, CuCl2 phản ứng với H2S thì chúng ta sẽ được kết tủa ở đây chính là đồng 2 sunfua và HCl. Vậy cân bằng thêm 2 vào đây. Vậy là được kết tủa thứ hai này. Với anh nhôm clorua và anh H2S thì làm sao? Không có phản ứng, đúng không? Tương tự ở đây, sau một hồi thì chúng ta thấy là còn cái anh này nữa thôi, cadimi clorua phản ứng với H2S để chúng ta được cadimi sunfua là chất kết tủa và HCl, được chưa? Như vậy ở đây sẽ là ba chất kết tủa khác nhau là lưu huỳnh, đồng 2 sunfua và cadimi sunfua nhé các em nhé. Thế còn trường hợp như là cho natri clorua hay là nhôm clorua, kẽm clorua hay là magie clorua phản ứng với H2S thì không có phản ứng xảy ra nha các em. Được chưa? Rồi. Ok, cô đã thấy các bạn comment nhé. Và Văn Tiến ơi, Văn Tiến xem lại cái phương trình trên này nhé. Văn Tiến xem lại cái phương trình trên. Ở đây cái anh sắt dương 3 có tính oxy hóa mạnh, lưu huỳnh trừ 2 đây có tính khử mạnh, được chưa? Do vậy, sản phẩm của chúng ta sinh ra sẽ là sắt 2 clorua lưu huỳnh và axit clohydric nhá. Rồi. Đúng rồi Tiến ơi, em sai nhá. Sửa lại nhá. Câu này Văn Tiến bị sai, còn các bạn như là bạn Trác hay là bạn Huyền thì chuẩn rồi nhá. Vậy chúng ta cùng chốt lại câu số 8. Bây giờ đến câu số 9 nào các em. Câu số 9. Để chứng minh lưu huỳnh dioxit là một oxit axit, người ta cho lưu huỳnh dioxit phản ứng với chất nào sau đây? Dung dịch brom, dung dịch kiềm, dung dịch kali permanganat và dung dịch axit sulfuric. Câu số 9 đáp án của chúng ta ở đây sẽ là gì nhỉ các em nhỉ? Câu số 9 nào? Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment. Cô thấy bạn Nguyễn Thu Huyền đã comment đáp án ở đây là 9B. 9B. Nguyễn Quốc Việt, Lê Hữu Trác, 9B, Nhật Huy, OH trừ. Rồi xin chào Nhật Huy nha. Rồi, Bùi Thị Nhật Linh, 9B, Văn Tiến đã cập nhật. Ok, cô chào Nhật Huy nha. Lâu lắm rồi mới lại thấy Nhật Huy. Lâu lắm rồi mới thấy Nhật Huy. Ok, chốt nha. Câu số 9 đáp án của chúng ta chính là gì? B. Chứng minh là một oxit axit, vậy mình có là oxit axit phản ứng với dung dịch bazơ, đúng không? Thì thu được muối và nước. Đó, vậy chứng minh lưu huỳnh dioxit là một oxit axit thì cho phản ứng với dung dịch bazơ trong số 4 cái trường hợp này, đúng không? Câu số 10. Câu số 10 là các em ơi, xem đáp án ở đây là gì? Comment nào câu số 10. Rồi, Khánh Huyền, Văn Tiến, 9B chuẩn rồi. Câu số 10 là các em ơi, cô Huyền vẫn đang chờ các em comment đáp án nè. Mạnh dạn comment, cô Huyền bảo rồi. Học hóa với cô Huyền là không có ngại mình sai hay là gì cả. Mặt cứ phải dày lên đúng không nhở? Mặt dày lên thì mới tiến bộ được chứ. Và không ngại hỏi nhá. Nhiều bạn thì trời ơi em sợ sai lắm, em sợ các bạn cười lắm nên em không hỏi đâu. Trời ơi, thế là không tiến bộ được đâu. Nào,
Câu số 10 nào các em? Xem đáp án ở câu số 10 này của chúng ta là gì nhá. Cô vẫn đang chờ các bạn comment đây. Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment đây. Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quốc Việt, Lê Hữu Trác, Bùi Thị Nhật Linh, 10A. Thì câu này nhá, chúng ta sẽ kiểm tra này. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng, chú ý từ khóa là phát biểu đúng. A. Sục khí lưu huỳnh dioxit và dung dịch natri hydroxit dư, chú ý từ dư, tạo ra muối trung hòa natri sulfit. Đúng rồi. Được chưa? Lưu huỳnh dioxit này phản ứng với lượng dư natri hydroxit này, chúng ta sẽ thu được muối trung hòa natri sulfit và nước, cân bằng đây thêm 2 vào natri hydroxit, đúng chưa? B. Lưu huỳnh dioxit vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa. Thì các bạn chú ý nhé, trong lưu huỳnh dioxit, số oxy hóa của lưu huỳnh là dương 4. Đây là số oxy hóa trung gian. Như vậy khi tham gia phản ứng hóa học, nếu như số oxy hóa của lưu huỳnh mà giảm xuống sau phản ứng thì nó thể hiện tính gì? Tính oxy hóa. Thế còn nếu như số oxy hóa của lưu huỳnh mà tăng lên sau phản ứng thì nó thể hiện tính gì? Tính khử. Do vậy lưu huỳnh dioxit vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa. B đúng. C. Khí lưu huỳnh dioxit là một trong những nguyên nhân gây ra mưa axit. Chuẩn rồi, sách giáo khoa ghi rồi. D. Khí lưu huỳnh dioxit có màu vàng lục và rất độc. Sai rồi, vàng lục này không phải màu của lưu huỳnh dioxit. Vậy câu số 10 chính là đáp án A. Câu số 11 nào các em ơi. Dẫn khí lưu huỳnh dioxit và dung dịch kali permanganat, hiện tượng quan sát được là gì? Dẫn lưu huỳnh dioxit và dung dịch thuốc tím. Rồi, Bùi Minh Đức 10A chuẩn rồi, Văn Tiến 10A chuẩn rồi. Cao Bá Thi em chào cô, rồi cô chào Cao Bá Thi nha. Rồi. Chào Cao Bá Thi. Tên rất là hay. Hôm qua gặp Cao Bá Thi ở trong lớp của 2K4, hôm nay lại tiếp tục gặp 2K, gặp Cao Bá Thi ở trong lớp của 2K5 đúng không? Nguyễn Quốc Việt, Lê Hữu Trác 11D. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chữa này. Dẫn khí lưu huỳnh dioxit và dung dịch thuốc tím thì hiện tượng chính là gì? Màu tím của dung dịch kali permanganat chuyển sang không màu. Như vậy ở đây câu số 11 là D nhá. Và lát nữa cô sẽ viết phương trình hóa học. Cô sẽ không viết luôn ở câu số 11 vì lát nữa ở phía dưới thì có một bài liên quan đến phản ứng này. Do vậy là lát nữa chúng ta sẽ viết phương trình hóa học và cô sẽ hướng dẫn các bạn cân bằng nhanh nhá. Câu số 12 nào. Câu số 12 nào các em ơi. Để nhận biết hai bình chứa khí không màu là carbon dioxide và lưu huỳnh dioxide, cách làm nào dưới đây không đúng? Úi dồi ôi, bây giờ phải khoanh ngay cái từ không vào các em ạ. Bởi vì là bỏ mất cái từ không này thôi là chúng ta sẽ chọn sai đáp án đấy. Rồi, Lê Hữu Trác đã comment luôn cả phương trình hóa học ra này. Sau phản ứng, các chất sau phản ứng đều không màu. Rồi, ok. Chuẩn rồi. Và lát nữa thì sang đến những bài sau thì chúng ta còn có một bài tập liên quan đến phương trình hóa học này. Do đó là ở đây thì cô sẽ không viết cái phương trình hóa học này nữa. Được chưa? Câu số 12 nào các em ơi, comment đáp án đi cô Huyền xem là câu số 12. Đáp án của chúng ta là gì nào? Câu 12. Nguyễn Thu Huyền chọn A. Còn bạn nào nữa? Chú ý nhá. Để nhận biết hai bình chứa khí không màu lưu huỳnh dioxit và carbon dioxit này, cách làm nào sau đây không đúng? Chú ý nhá. Cách làm nào không đúng? Đọc đề phải đọc thật kỹ nha. Nào. Comment nào các em ơi.
Chú ý nhá. Câu số 12, cách làm nào không đúng nha. Lê Hữu Trác, Nguyễn Quốc Việt, Văn Tiến 12B thì các em chú ý này. Ở đây chúng ta sẽ không chọn A bởi vì phân biệt được lưu huỳnh dioxit làm mất màu brom, còn carbon dioxide thì không. Vậy dùng brom có thể phân biệt được carbon dioxide và lưu huỳnh dioxide, không chọn A bởi vì là đề bài bảo là chọn cái gì không đúng. B, cho từ từ đến dư mỗi khí và nước vô trong thì làm sao? Đều xuất hiện kết tủa trắng. Do vậy dùng nước vô trong thì không thể phân biệt được carbon dioxide và lưu huỳnh dioxide. Và lưu ý nhé, kết tủa trắng tan, kết tủa tan khí, khí dư, được chưa? Vậy thì ở đây chính là B. Thế còn C này, cho mỗi khí và dung dịch H2S thì sẽ nhận ra được nhá, bởi vì là ở anh lưu huỳnh dioxit phản ứng với H2S thì hiện tượng là xuất hiện vẩn đục đấy, đúng không? Vẩn đục lưu huỳnh. Thế còn D là cho mỗi khí vào kali permanganat thì ở đây là gì? Lưu huỳnh dioxit sẽ làm mất màu, mất màu thuốc tím. Còn carbon dioxide thì không, do đó chúng ta cũng có thể phân biệt được, được chưa? Vậy câu 12 chọn B. Tiếp theo câu 13 nào. Xem đáp án câu 13 bây giờ sẽ là gì nào các em ơi. 13 đi vào bài tập vận dụng rồi. Đúng rồi, không đúng là B. Nguyễn Huyền là đọc thiếu đề đúng không? Đọc thiếu chữ không. Lê Hữu Trác và Văn Tiến giải thích chuẩn rồi nha các em. Câu số 13 nào. 13 Lê Hữu Trác chọn C. Dạng bài ở câu số 13 này quen thuộc với các em không? Đây chính là bài toán thuận khi cho lưu huỳnh dioxit tác dụng với dung dịch kiềm. Thì các bạn nhìn này, số mol lưu huỳnh dioxit ở đây là 0,1, số mol natri hydroxit chính là 0,3. Vậy bây giờ để xác định chất tan, xác định chất tan chúng ta phải làm như thế nào nhỉ các em? Xác định chất tan bây giờ làm như thế nào đây? Ở câu số 13 này, 13 Nguyễn Quốc Việt, Văn Tiến, Bùi Thị Nhật Linh chọn C, còn Nguyễn Thu Huyền thì chọn A. Vậy xem là A hay C nào? Thì các em nhớ nhá, để xác định chất tan thì chúng ta sẽ đi tính tỷ lệ. Cô đặt tỷ lệ ở đây là T, được xác định bằng số mol OH trừ chia cho số mol lưu huỳnh dioxit. Và sau này nếu như các bạn gặp bài tương tự, đó là dẫn carbon dioxit hay là H2S vào dung dịch kiềm thì các bạn cũng làm tương tự nhá. Vậy ở đây chúng ta có tỷ lệ như sau này, 0,3 chia cho 0,1 bằng 3. Vậy T bằng 3 lớn hơn 2, suy ra sau phản ứng thu muối trung hòa và 3 giờ dư. Vậy thấy ngay, chỉ có C là có muối trung hòa và 3 sơ dư thôi. Vậy thì câu số 13 là C nhá. Và bạn nào mà vẫn chưa nắm được cái bài toán, cách xác định sản phẩm tạo thành của cái bài toán cho lưu huỳnh dioxit tác dụng với dung dịch kiềm ấy, thì chúng ta xem lại nha. Đúng rồi, cô thấy bạn Nguyễn Thu Huyền đặt tỷ lệ, Lê Hữu Trác đặt tỷ lệ số mol natri hydroxit trên số mol lưu huỳnh dioxit. Rồi ok, chuẩn rồi nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 14 nha. Hôm nay thì chúng ta có 25 câu. Như vậy đến bây giờ thì cô đã cùng các em trải qua được 1/2 chặng đường rồi đấy. Chúng ta thấy đấy, chúng ta đã trải qua được 1/2 chặng đường rồi. Câu số 14 nào. Dẫn amon lưu huỳnh dioxit và dung dịch chứa 1,5 amon kali hydroxit. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
Như vậy là câu 14 thì tương tự câu 13. Được chưa? Câu 14 thì tương tự như là câu 13, đúng chưa? Rồi, chúng ta cũng sẽ đặt tỷ lệ T ở đây chính là bằng số mol OH trừ chia cho số mol lưu huỳnh dioxit. Và trong kali hydroxit này thì chúng ta thấy rằng là làm sao chỉ có một nhóm OH đúng chưa? Vậy thì số mol OH trừ chính là bằng số mol kali hydroxit chia số mol lưu huỳnh dioxit. Vậy là 1,5A chia cho A hay chính là bằng 1,5. Vậy từ đây chúng ta suy ra là T lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Do vậy sau phản ứng thu 2 muối. T lớn hơn 1, nhỏ hơn 2 thì chúng ta sẽ thu được cả muối trung hòa và muối axit nhá. Như vậy câu số 14 chọn C nha các em ơi. Câu số 15 nào? 15. Câu số 15. Dung dịch axit sulfuric loãng có thể tác dụng với cả hai chất nào sau đây? Tác dụng với cả hai chất nào? Comment đi cô Huyền xem nào. 14C chuẩn rồi, 15 cô thấy Nguyễn Quốc Việt, 15B Bùi Thị Nhật Linh, 15B Lê Hữu Trác cũng vậy. Rồi vậy chúng ta cùng chữa này. Axit sulfuric loãng tác dụng được với kim loại đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Vậy loại đồng đúng chưa? Không tác dụng được với CO2 và carbon loại C. Lưu huỳnh không tác dụng. H2S cũng không, loại D. Vậy đây chính là gì? B nha. Và chú ý là khi cho sắt phản ứng với axit sulfuric loãng thì sản phẩm thu được ở đây chỉ là muối sắt 2 nha các em. Lưu ý điều này. Như vậy chốt câu số 15. Bây giờ sang câu 16 nào. Câu 16. Câu 16 đáp án ở đây là gì nào? Và câu 16 thì các em làm theo phương pháp nào thì các em comment vào đây cô Huyền xem nào. Câu 16 nhá, các em làm theo phương pháp nào thì các em comment vào đây để cô Huyền nhận dạng nào. Comment đi cô Huyền xem nào. Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment đây. Câu số 16, các em comment cả cách làm của mình ra nhé. Để cô xem là chúng ta làm như thế nào nào. Mười sáu Nguyễn Thu Huyền, em viết phương trình. Bùi Nhật Linh, em bảo toàn E. Đào Tuấn đặt XY được không cô? Và Lê Hữu Trác là bảo toàn E. Vậy câu số 16 nhá. Câu số 16 này các em ơi. Cô Huyền sẽ hướng dẫn các bạn theo hai cách. Em đồng ý không? Đó là viết phương trình và bảo toàn E. Đào Tuấn đặt XY được không cô? Thì Tuấn ơi, ở đây không cần phải đặt XY đâu. Tuấn nhá, không cần phải đặt XY cũng ra được kết quả nha Tuấn nha. Vậy bây giờ chúng ta có tán thành là mình sẽ chữa câu số 16 này theo hai cách không? Rồi, ở đây cô sẽ chữa cho các bạn này. Mình sẽ có như sau này, khi cho kẽm cách 1 là viết phương trình nhá. Thì khi cho kẽm phản ứng với axit sulfuric cụ thể là loãng, chúng ta sẽ được kẽm sunfat và hydro. Khi cho sắt phản ứng với axit sulfuric loãng thì chúng ta sẽ được sắt sunfat
và hydro, được chưa? Ở đây phương trình hóa học không cần phải cân bằng nữa bởi vì hệ số của nó đã đảm bảo rồi. Thế thì các em nhìn này, kẽm 1,3 gram, vậy số mol của nó chính là 1,3 mà chia cho 65. Chính là 0,02. Vậy anh hydro ở đây chính là 0,02. Bên này sắt là gì? 0,56 chia cho 56 là 0,1. Vậy hydro đây là 0,01. Đúng chưa? Từ hai phương trình hóa học này thì mình sẽ có là gì? Tổng số mol khí chính là bằng 0,02 cộng 0,01 hay là 0,03 mol. Vậy thì thể tích khí ở đây chính là gì? 0,672 lít. Bằng cách là lấy 0,03 nhân 22,4, đúng chưa? Vậy thì câu số 16 này của chúng ta chính là D. Đó là với cách đi viết ra phương trình hóa học, được chưa? Và Đào Tuấn ơi, bây giờ thì em đã hiểu vì sao mà không cần phải đặt số mol là XY chưa? Rồi, bây giờ thì em đã hiểu vì sao không phải đặt số mol là XY chưa? Bởi vì đề bài đã cho cụ thể số mol từng chất rồi, đúng chưa? Đề bài đã cho cụ thể số mol từng chất rồi nhá. Tiếp theo này, cách thứ hai đó là bảo toàn E. Bảo toàn E nếu như bạn nào mà làm tốt rồi thì chúng ta chỉ việc nhẩm là ra. Thế bạn nào mà chưa làm tốt nhất thì cô hướng dẫn các em này, viết các quá trình. Mình có kẽm từ 0 lên kẽm dương 2 nhường đi 2 electron, đúng chưa? Vậy kẽm 0,02 mol thì số mol E nhường ở đây chính là 0,04. Sắt này, từ 0 lên sắt dương 2 nhường đi 2 electron, số mol sắt là 0,01 thì số mol E nhường chính là 0,02. Đây là quá trình nhường E. Quá trình nhận E đó là hydro dương 1 mà sang hydro 0. Thì chú ý nhá, ở đây là 2 hydro, vậy thêm 2 vào đây. Vậy quá trình này sẽ nhận vào 2 electron. Số mol hydro mình đi tính mình đặt là A. Vậy thì số mol E nhận ở đây chính là 2A mol. Bảo toàn E, bây giờ cô sẽ lấy một tờ giấy để cô nháp ra nhá. Vì nó thiếu chỗ, cô Huyền hôm nay không tham lam để nhiều chỗ cho chúng ta. Vậy bảo toàn E thì mình có tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận. Mà số mol E nhường ở đây có phải được xác định bằng số mol E do kẽm nhường và sắt nhường, hay là 0,04 cộng 0,02 bằng số mol E nhận là 2 lần số mol hydro. Vậy suy ra A bằng 0,03 mol. Và thể tích đúng là 0,672 lít, được chưa? Thế còn ngoài ra sau này làm quen rồi thì các em sẽ nhớ như sau này. Làm quen rồi các em sẽ nhớ như sau. Tổng sigma số mol kim loại nhân với hóa trị, được chưa, sẽ được tính bằng tổng số mol E nhận, được chưa, hay sẽ được xác định bằng số mol sản phẩm khử nhân với số E nhận. Vậy phân tích nhá, ở đây mình có hai kim loại là kẽm và sắt. Anh kẽm số mol là 0,02 nhân hóa trị là 2, cộng với anh sắt số mol là 0,01 nhân hóa trị khi phản ứng với axit sulfuric loãng là 2, được tính bằng số mol khí là A nhân với số mol nhân với số E do khí nhận ở đây chính là 2. Vậy thay vào suy ra A bằng 0,03 chưa? Vậy thì chúng ta cũng sẽ có V chính là gì? 0,672 lít nha. Như vậy chốt câu số 16 nha các em. Ok chưa? Câu số 17 nào? Câu số 17 này các bạn hãy thử làm theo hai cách nào xem là đáp án của chúng ta là gì. Rồi ok, cô đã thấy bạn Đào Tuấn comment rồi. Câu số 17 nào các em ơi, câu số 17 xem đáp án ở đây là gì nhá.
17 nào. Bảy Nguyễn Thu Huyền, Lê Hữu Trác chọn 17B. Và các em ơi, tiếc gì một like cho cô Huyền nào. Tặng cô một like để cô Huyền có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa cho chúng ta nào. Câu số 17, chúng ta sẽ cùng chữa nhá. Đọc đề bài này, cho 0,96 gam đồng phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit sulfuric đặc nóng dư, thu được V lít khí lưu huỳnh dioxit. Điều kiện tiêu chuẩn là sản phẩm khử duy nhất, giá trị của V là. Vậy ở đây mình tính được số mol đồng là 0,96 chia cho 64 là 0,015 mol. Và câu số 17 này thì cô Huyền cũng hướng dẫn các bạn theo hai cách nhé. Câu số 17 này cũng hướng dẫn các bạn theo hai cách, được không nhỉ? Rồi. Và chú ý nhá, các em chia sẻ lưu like về tường để thi thoảng mình còn ôn tập lại nha các em, kẻo nó ẩn like mất. Và các em ơi, sang tuần sau đã sẵn sàng học sớm hóa 11 cùng cô Huyền chưa? Sang tuần sau đã sẵn sàng học sớm hóa 11 cùng cô Huyền chưa nhỉ? Comment vào đây để cô Huyền xem nào. Vậy đây mình sẽ có như sau nhá, nếu viết phản ứng ra này, đồng phản ứng với axit sulfuric đặc nóng, chúng ta sẽ thu được đồng 2 sunfat, lưu huỳnh dioxit và nước. Cân bằng thì các em nhìn này, đồng 0 lên đồng dương 2 nhường đi 2 electron, đặt 2 vào sản phẩm khử. Lưu huỳnh dương 6 xuống lưu huỳnh dương 4, nhận 2 electron, đặt 2 vào chất khử. 2 và 2 giải nước được, vậy còn 1 và 1. Vậy 1 và 1 thì không cần đặt nữa. Vậy đây là một đồng thì đây là một đồng sunfat. Đây là một lưu huỳnh dioxit, vậy đếm lưu huỳnh thêm 2 vào axit và thêm 2 vào nước. Đấy là nhẩm nhanh để cân bằng phương trình, được chưa? Vậy số mol của đồng là 0,15 mol. 0,015 mol, đúng không? Vậy chúng ta dễ dàng xác định được số mol khí ở đây chính là 0,015. Vậy V ở đây có phải được tính bằng 0,015 nhân 22,4? Vậy chính là bằng 0,336 lít, hay chính là B. Đây là cách 1, cách viết phương trình hóa học, được chưa? Rồi, ok, cô đã thấy các bạn sẵn sàng, như là bạn Lê Hữu Trác, bạn Đào Tuấn, bạn Tạ Huyền Nhi, sẵn sàng là tuần sau bắt đầu học sớm 11, ok luôn nhá. Vậy thì ở đây này các em ơi, cách 1 nhá, cách 2. Cách 2 là gì? Áp dụng công thức số mol kim loại nhân với hóa trị chính là bằng số mol sản phẩm khử nhân với số E nhận. Thì thay vào đây nhá, kim loại chính là đồng, hóa trị chính là 2, 2 số mol đồng chính là bằng số mol lưu huỳnh dioxit nhân với số E nhận. Mà E nhận ở đây là gì? Lưu huỳnh dương 6 xuống lưu huỳnh dương 4 nhận vào 2 electron, vậy là 2. Hay chúng ta suy ra luôn số mol lưu huỳnh dioxit bằng số mol đồng và bằng 0,015 mol nha. Như vậy chốt câu số 17 nha. Còn bạn nào quan tâm gì nữa không? À, có bạn nào băn khoăn gì nữa không? Rồi, nếu như mà không có bạn nào băn khoăn gì nữa thì chúng ta cùng chuyển sang câu số 18 nào. Câu số 18 nào các em ơi. Xem là câu số 18 này chúng ta sẽ lựa chọn đáp án ở đây là gì nào. Câu 18 nào. Câu 18 nào. Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment đáp án ở câu số 18 đấy. Xem đáp án của chúng ta ở đây là gì nào. Nguyễn Thu Huyền và Lê Hữu Trác chọn 18C. Thế bạn nào mà vẫn chưa làm kịp câu số 18 thì cô Huyền cùng các bạn phân tích này.
Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm nhôm và kẽm, tác dụng với một lượng vừa đủ axit sulfuric 10%, thu được 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là. Thì ở câu số 18 này, nhiều bạn giải hệ phương trình. Nhiều bạn là giải hệ phương trình. Đúng chưa? Thế nhưng ở đây cô Huyền sẽ hướng dẫn các bạn nhanh hơn, đó là áp dụng các định luật bảo toàn. Cụ thể là bảo toàn khối lượng nhá. Chúng ta sẽ đi áp dụng các định luật bảo toàn, cụ thể là bảo toàn khối lượng này. Thì mình sẽ có là khối lượng kim loại cộng với khối lượng dung dịch axit chính là bằng khối lượng dung dịch sau phản ứng cộng với khối lượng hydro thoát ra. Vậy có phải mình sẽ có khối lượng dung dịch sau phản ứng chính được tính bằng khối lượng kim loại cộng khối lượng dung dịch axit trừ đi khối lượng hydro không? Vậy các em nhìn nhá, anh kim loại đề bài cho là 3,68. Bây giờ chúng ta chỉ việc xác định khối lượng dung dịch axit này là xong, bởi vì anh hydro đã biết là 0,1 mol rồi. Vậy thì cô sẽ tóm tắt đề bài ra đây cho các bạn hình dung này. Mình có kim loại, nhôm và kẽm phản ứng với axit sulfuric thì thu được muối và hydro. Đây là tóm tắt sơ đồ nhá. Vậy có phải là khi bảo toàn nguyên tố hydro thì chúng ta sẽ có là số mol axit ở đây chính là bằng số mol hydro không? Hay chính là bằng 0,1? Vậy thì khối lượng dung dịch axit ở đây có phải được tính chính là bằng khối lượng chất tan chia cho nồng độ phần trăm không? Hay là 0,1 nhân 98 và chia cho 10 nhân 100? Đúng chưa? Vậy thì chính là 98 gram. Thay vào đây chính là 3,68 cộng 98 và trừ đi khối lượng khí. Số mol khí là 0,1. Phân tử khối của khí bằng 2. Vậy bây giờ suy được ra khối lượng dung dịch không? 3,68 cộng 98, đúng chưa? Trừ đi 0,1 nhân 2 là 0,2. Vậy thì là bao nhiêu? 101,48. Đáp án gì đây? Đáp án C. Có cần phải viết các phương trình ra không? Không. Đấy chính là lý do mà cô vẫn bảo các bạn là khi làm bài thì chúng ta chú ý nhé. Khi làm bài thì chúng ta chú ý là gì? Mình sẽ cố gắng là làm theo cái cách mà nhanh nhất có thể. Đúng chưa? Rồi. Ở đây cô thấy có Nguyễn Thu Huyền là viết phương trình hóa học ra và giải hệ đúng không? Thế lưu ý nhá Nguyễn Thu Huyền ơi, ngoài cách mà chúng ta viết phương trình ra để giải hệ phương trình thì chúng ta có thể nhanh hơn bằng cách là áp dụng bảo toàn khối lượng, được chưa? Và bảo toàn nguyên tố. Áp dụng bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố thì chúng ta sẽ ra nhanh đáp án, được chưa? Và trong các bài tập liên quan đến tính toán khối lượng muối khi cho kim loại phản ứng với axit thì cô khuyên các bạn là lên vận dụng triệt để các định luật bảo toàn để chúng ta sẽ giải bài nhanh nhất có thể nha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 19 nào các em ơi. Câu số 19. Rồi, Lê Hữu Trác, nhiều người xem mà có 31 người. Thế muốn quay chùa, rồi, có 31 người thả biểu tượng cảm xúc đúng không? Vậy thì nếu như mà cô thấy cái lượt thích này và lượt chia sẻ mà nó ít nhá, thì chắc là lần sau cô Huyền sẽ like xong và xóa luôn like nhá. Hoặc là cô Huyền sẽ ít like trong trên fanpage, mà cô Huyền sẽ chủ yếu like trong group kín nhá. Like trên fanpage cho các bạn mà các bạn không tương tác thì cô Huyền rất là buồn. Vậy thì đang là tuần 2 buổi đúng không? Vậy thì cô Huyền sẽ suy nghĩ like ngoài fanpage chắc là tuần 1 buổi thôi, bởi vì các bạn không có tương tác cho cô như thế này. Rồi, câu số 19, Nguyễn Thu Huyền 19C.
Nào comment đi nào các em ơi, xem là câu số 19 này đáp án của chúng ta sẽ là gì nào. Câu 19 nào. Cách pha loãng axit sulfuric đặc an toàn. Cách pha loãng axit sulfuric đặc an toàn. Vậy xem cách pha loãng an toàn ở đây chính là gì nhỉ các em? Để pha loãng axit sulfuric đặc một cách an toàn thì chúng ta sẽ rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh, và tuyệt đối không làm ngược lại bởi vì sẽ gây nguy hiểm. Nhớ câu này. Vậy thì chúng ta sẽ chọn 19 ở đây chính là đáp án C nhá. Và tại sao chúng ta không làm ngược lại thì lưu ý là trong sách giáo khoa đã nhắc rất là chi tiết rồi. Và nếu như bạn nào mà vẫn chưa nhớ thì cô sẽ nêu ra cho chúng ta nhé. Bởi vì khi mình cho nước và axit, nước sẽ sôi đột ngột kéo theo những giọt axit bắn ra ngoài gây nguy hiểm, được chưa? Nào chốt câu số 19 sang câu số 20. Phát biểu nào dưới đây là sai hay là phản ứng nào dưới đây là sai? Phản ứng nào sai nào? Rồi câu số 19, Nguyễn Thu Huyền, Lê Hữu Trác, Bùi Nhật Linh chọn C chuẩn rồi nha. Rồi, chào Phương Anh nha. Phương Anh chọn C, ok rồi. Câu số 20 nào các em ơi, xem đáp án ở đây là gì nào. Câu 20 nào các em ơi. Xem đáp án ở câu số 20 này sẽ là gì nào các em. Lê Hữu Trác chọn 20B. Phản ứng nào sau đây là sai? Sắt 2 oxit phản ứng với axit sulfuric đặc thu được muối sắt 3, lưu huỳnh dioxit và nước. Không sai, vậy không chọn, bởi vì chọn phát biểu sai mà. B. Sắt 3 oxit phản ứng với axit sulfuric đặc thu được sắt 3 sunfat, lưu huỳnh dioxit và nước. Vậy thì ở đây B là sai rồi, bởi vì sẽ không có lưu huỳnh dioxit nhá. Ở đây sắt đã có số oxy hóa cao nhất là dương 3. Do đó khi phản ứng với axit sulfuric đặc thì nó sẽ là phản ứng trao đổi thông thường, được chưa? Bởi vì số oxy hóa của sắt đã là cao nhất rồi, nó không thể tăng lên được nữa và nó cũng không thể tạo được thêm sản phẩm khử nữa nhé. Như vậy chốt câu 20 chính là B nha các em. Câu số 21 nào. Xem đáp án câu số 21 ở đây là gì nhỉ? 20B chuẩn rồi nha các em ơi. Câu số 21 nào, cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment nè. Câu 21 nha. Cô Huyền vẫn đang chờ các bạn comment. Cho sắt 2 carbonat FeCO3 phản ứng với axit sulfuric đặc nóng H2SO4 đặc đun nóng. Sản phẩm thu được ở đây sẽ gồm những gì nào? Comment đi xem nào, sản phẩm ở đây sẽ gồm những gì? Rồi. Sắt 3 sunfat đúng không? Carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide và nước. Như vậy ở đây câu số 21 chọn A. Và nếu như cân bằng phản ứng này thì các em chú ý nhé. Cân bằng này, sắt ở đây là dương 2 lên dương 3. Vậy nhường đi một electron, đặt một vào sản phẩm khử. Đây, vậy một thì không cần phải đặt đúng không? Lưu huỳnh dương 6 xuống lưu huỳnh dương 4, nhận vào mấy? Nhận vào 2 electron đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đặt 2 vào chất khử. Khi đặt 2 vào đây, đếm sắt ở đây đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đếm lưu huỳnh để cân bằng axit nhá. 3 với 1 là 4, vậy 4 vào axit. Đếm hydro cân bằng nước, vậy đây sẽ là gì? 4 vào nước. Đó, đấy là hướng dẫn các bạn cân bằng nhanh. Như vậy câu số 21 chốt đáp án là A nha. Ok, như vậy chọn A là chuẩn rồi. Câu số 22. Để nhận ra sự có mặt của ion sunfat trong dung dịch, người ta thường dùng
Nào, người ta dùng hóa chất nào để nhận ra sự có mặt của ion sunfat nào các em? Dùng hóa chất nào? Hóa chất nào nhỉ? Để nhận ra sự có mặt của ion sunfat, người ta dùng hóa chất nào? Lê Hữu Trác 22C. Ở đây chính là dung dịch chứa ion Ba2+ nhá. Cụ thể là chúng ta có thể dùng bari hydroxit hoặc dung dịch muối của bari. Muối của bari hay tự chung lại đó chính là dung dịch chứa ion Ba2+, bởi vì mình sẽ có là cation Ba2+ sẽ kết hợp với anion sunfat để thu được chất kết tủa có màu trắng, để mình sẽ nhận ra sự có mặt của ion sunfat có trong dung dịch, đúng không? Câu số 23 nào các em ơi. Xem đáp án câu số 23 này là gì nào. Câu 23. Đúng rồi, cô đã thấy bạn Nguyễn Thu Huyền và bạn Lê Hữu Trác comment. Đấy, hai bạn comment rất là nhiệt tình trong buổi học của cô Huyền luôn. Nào, tiếp tục comment ở câu số 23 nào các em. Đáp án ở đây là gì? Khí sinh ra là gì nhỉ? Rồi, 23 Lê Hữu Trác và Nguyễn Thu Huyền là 23D. Thì các em chú ý nhé, saccharose. Saccharose. Công thức gì? C12H22O11. Khi cho qua axit sulfuric đặc, đúng chưa? Thì có phải là bởi vì axit sulfuric đặc này có tính háo nước rất là mạnh, nó sẽ lấy nước từ đường này, đúng chưa? Đấy, vậy đây sẽ là 12 và carbon và 11 và nước. Sau đó cái anh carbon này lại tiếp tục phản ứng với axit sulfuric đặc để chúng ta được carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide và nước, đúng chưa? Cân bằng này carbon 0 lên carbon dương 4, nhường đi 4 electron, đặt 4 vào sản phẩm khử. Lưu huỳnh dương 6 xuống lưu huỳnh dương 4, nhận vào 2 electron, đặt 2 vào chất khử. 2 và 4 giản ước được cho 2, vậy đây sẽ là 1 và đây sẽ là 2, được chưa? Đếm lưu huỳnh cân bằng axit, vậy đây là 2, và đếm hydro cân bằng nước thì đây là 2. Như vậy là gì? Khí sinh ra là carbon dioxide và lưu huỳnh dioxide. 23 chọn D, và cô Huyền đã hướng dẫn các em cân bằng nhanh rồi đó. Tiếp theo câu số 24 nào. Những kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit sulfuric đặc nguội? Những kim loại nào? Những kim loại nào nhỉ các em nhỉ? Những kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong dung dịch axit sulfuric đặc nguội? Nào, đáp án của chúng ta ở đây là gì đây? Kim loại nào? Chính là anh nhôm và sắt. Như vậy 24 chọn B, đúng rồi. Trong đáp án này chính là nhôm và sắt, còn ngoài ra thì chúng ta còn gặp anh chrome nữa, đúng không? Đó là ba anh mà mình thường gặp. Rồi, câu chốt trong buổi học ngày hôm nay, câu số 25. Câu số 25 nhá, là câu chốt trong buổi học ngày hôm nay này. Cho các chất đồng, đồng hai oxit, natri clorua, magie, kali hydroxit, carbon, natri carbonat. Số chất vừa tác dụng với axit sulfuric loãng, vừa tác dụng với axit sulfuric đặc nóng nào? Chất nào? Chất nào nhỉ các em?
20 năm. Chân nào? Chúng ta cùng đi xét lần lượt nhá. Trước tiên là anh Đồng. Cô chỉnh lại giấy một chút. Anh Đồng này thì sao nhỉ? Loại. Bởi vì đồng không tác dụng với axit sulfuric loãng. Loại. Đồng hai oxit chọn. Đúng chưa? Natri clorua có chọn không? Không. Natri clorua không tác dụng với axit sulfuric loãng. Loại. Magie. Magie có vừa tác dụng với axit loãng vừa tác dụng với axit đặc. Kali hydroxit chọn. Carbon loại. Natri carbonate chọn. Như vậy ở đây chính là gì? Câu số 20 năm của chúng ta chính là đáp án B nha các em. Và cô Huyền sẽ kiểm tra lại xem là tình hình các bạn chọn như thế nào nha. Rồi như vậy Bùi Thị Nhật Linh, Lê Hữu Trác chọn chuẩn rồi nha. Và Lê Hữu Trác thì còn comment. Rồi cô còn thấy cả bạn Nguyễn Thu Huyền comment chuẩn rồi. Và Lê Hữu Trác thì còn comment cả các phương án lựa chọn ra đây nữa. Như vậy là trong buổi học ngày hôm nay thì cô đã cùng các em giải quyết xong 20 năm bài tập nhá. Và cô Huyền nhắc lại một lần nữa này, đó là các bạn muốn quan tâm tìm hiểu lộ trình học chuyên sâu nhá. Chuyên sâu trong group kín thì các em inbox trực tiếp fanpage hoặc hai chị trợ giảng Lê Nga Việt Sách và Thanh Thúy Việt Sách để được hỗ trợ nha. Và buổi học của chúng ta ngày hôm nay thì xin được kết thúc tại đây. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nha. Rồi cô Huyền xin chào.